Rồi hai các bạn hôm nay có một cái bạn này, bạn ấy muốn là cho bạn gái của bạn ấy đúng không tập để giảm cân, nhưng mà bạn gái của bạn ấy là thắc mắc ở vấn đề là muốn tập yoga nhưng mà muốn ăn kiêng theo cái chương trình tập luyện của Rayla Fitness để giảm cân. Điều đầu tiên mà bạn ấy lại không thể ăn kiêng được, không ăn kiêng được đúng không? Đó, cái điều này nó hơi phi lý. Tại vì nếu mà bạn ấy đã ăn được và ăn và kiểm soát được thì việc bạn ấy thay đổi á, kể cả khi bạn ấy tập yoga hay bạn ấy tập gym, điều đó không thật sự là quá khó. Cơ bản một điều, các bạn nên hiểu một điều. Câu hỏi đầu tiên, có bao giờ bạn tự hỏi tại sao những giáo viên yoga họ có một vóc dáng thon gọn, săn chắc và khỏe mạnh không? Tại vì họ tập rất nhiều, họ tập một cách chuyên nghiệp. Rồi, có bao giờ bạn hỏi là tại sao mà tôi có thể duy trì được vóc dáng trên 30 tuổi mà tôi không có bị mỡ thừa mà tôi vẫn luôn luôn khỏe mạnh? Tại vì tôi cũng tập rất nhiều và tôi tập cũng rất là chuyên nghiệp. Vấn đề nó nằm ở chỗ đó. Vấn đề ở chỗ là khi mà bạn, nói chung là cái môn nào bạn cũng cưỡi ngựa, bạn xem hoa hết. Mỗi môn bạn tới, bạn tập một chút để bạn bắt đầu bạn biết được, ví dụ như là bạn biết được động tác duỗi người, bạn biết được động tác nằm, bạn biết được động tác cây cầu, tấm ván gì đó của yoga. Rồi xong bạn cảm thấy là bạn hơi có một chút động lực và việc thay đổi vóc dáng một chút, sau đó là bạn bỏ. Hoặc là sau khi bạn đi tập yoga về, bạn ăn một cách vô tội vạ, không kiểm soát. Rất nhiều người khi mà tôi đi quán trà sữa, quán ăn, quán uống đi về, tôi thấy họ đi tập về, sau đó họ rủ nhau cả hội, cả nhóm ra đó ngồi uống trà sữa, ngồi ăn những cái món nó rất là ngọt và nó rất là nhiều năng lượng béo để bù lại cái nguồn năng lượng mà sau buổi tập. Nếu mà bạn ăn như vậy là bạn không có tập cái gì mà bạn giảm cân giảm mỡ được. Trong khi là cái bạn này, bạn ấy hỏi tôi trong trường hợp với là một cái bạn nữ này, bạn ấy dư đến 15kg mỡ thừa, nghĩa là về cái trọng lượng cơ thể đó của bạn rất lớn. Khi mà trọng lượng cơ thể của bạn rất lớn như vậy, cái lượng vận động của bạn nó sẽ phải nằm ở mức này. Chứ nếu không phải là bạn chỉ tập tà tà ở cái mức mà nó chỉ nhỉnh hơn cái trao đổi chất bình thường trong cơ thể bạn một chút, khi bạn chỉ tập hơi nhỉnh hơn trong cái mức trao đổi chất trong cơ thể bình thường của bạn một chút, cái mức bạn đốt được năng lượng ấy, nó không có đáng và nó không có xi nhê gì hết so với việc là chính cái việc mà bạn vận động nó sẽ kích thích bạn là hãy đi ăn đồ ngọt đi để bù đường, hãy đi ăn đồ ngon đi để bù cho cái công sức tập luyện vất vả. Hoặc là đa phần chị em phụ nữ thường hay có cái khuynh hướng, cái này không phải là tôi nói xấu nhưng mà tôi nói một cái rất là thực tế, các bạn sẽ luôn luôn có khuynh hướng là các bạn có sở thích là đi tập theo hội nhóm chứ không phải là tập cho chính bản thân của các bạn. Các bạn hay có cái sở thích là tập theo hội nhóm, kiểu như là bạn này, bạn của mình tập thì mình cũng phải tập cho bằng bạn bằng bè. Rồi, bởi vì là bạn của mình tập nên sau khi mà buổi tập á, bạn của mình đi ăn đồ ngọt, đi uống trà sữa thì mình cũng phải đi cho các bạn, các bè, các hội. Rốt cuộc là cái vấn đề của bạn nó sẽ không được giải quyết. Bạn phải hiểu một cái quy tắc là bạn muốn thay đổi cái vóc dáng để bạn khỏe hơn, đúng không? Để bạn đẹp hơn, để bạn ngăn ngừa được các bệnh của việc bạn thừa cân béo phì, để bạn ngăn ngừa được việc cholesterol trong máu của bạn quá cao, để bạn ngăn ngừa được những cái bệnh mà gan nhiễm mỡ, máu nhiễm mỡ. Thì về cái mặt tư tưởng, bạn phải hiểu được rằng là bạn phải làm một cách khoa học, bạn phải hình thành một thói quen tốt, bạn phải hình thành một cái thói quen tập luyện lũy tiến và tăng tiến dần, chứ không phải là bạn chỉ đến một phòng tập sau đó bạn vui chơi ở phòng tập. Có nhiều người nói là anh ơi, tại sao mỗi ngày em đến phòng tập gym, em tập một tiếng đồng hồ luôn mà em không có mệt? Thì đúng rồi, bạn đến phòng tập gym bạn ngồi bạn tám chuyện 45 phút, rồi bạn lên máy chạy bộ bạn đi nửa tiếng đồng hồ để bạn xem hết một tập phim, sao bạn mệt cho được? Bạn hiểu câu chuyện không? Rất nhiều người cũng như vậy, nghĩa là họ đi tập những bài tập của họ, họ lựa chọn cái gì mà nó nhẹ nhàng nhất, nó dễ dàng nhất, họ lựa chọn những cái gì mà họ cảm thấy là vừa tập luyện vừa thư giãn. Đó một cái sự sai lầm, một cái sự sai lầm rất là lớn, là cơ thể của bạn nó chỉ có thể tăng cường cái trao đổi chất, săn chắc cơ thể mông đùi bụng hơn và nó đốt được nhiều calorie hơn khi bạn ép nó tới một cái ngưỡng mà bạn cảm thấy là phải thở dốc, phải thở hồng hồng. Khi đó nhịp tim của bạn nằm ở ngưỡng phải trên 80%,
bạn có thể mua một cái đồng hồ đo nhịp tim. Ví dụ như nhịp tim tối đa bạn sẽ lấy là 220, bạn trừ cho cái số tuổi của bạn. Ví dụ như hiện tại bạn đang 30 tuổi, tức là nhịp tim tối đa của bạn, bạn có thể đạt được khoảng tầm từ 180 đến 190. Thì với những cái bài tập nào mà nó có thể nâng cái nhịp tim của bạn lên đến khoảng tầm 150, ok, bài tập đó tốt. Ok, cái mức tập đó tốt. Nghĩa là ví dụ như bạn lên máy chạy bộ, bạn để tốc độ 12 km/h, 14 km, 15 km/h, bạn chạy trong vòng 2 phút liên tục. Tôi xua với bạn luôn là bạn sẽ nhịp tim của bạn đập thình thịch. Chứ còn mà nếu mà giả dụ như bạn cao 1m6, bạn nặng cỡ 70kg, bạn dư cỡ 15-20kg mỡ, mà bạn bước lên máy chạy bộ, bạn đi bộ, bạn đi tà tà, bạn đi 5km/h, 6km/h và bạn đi 1 tiếng đồng hồ ở phòng gym, nó vừa hư máy của người ta, vừa chiếm máy không cho người khác tập, mà nhịp tim của bạn sẽ không bao giờ vượt quá được 100, tại vì nó là một hoạt động bền, đúng không? Một trạng thái thể lực aerobic rất là bền. Cũng giống như vậy là nhiều bạn đi tập yoga và hỏi rằng tại sao giáo viên yoga tập đẹp và mình tập 10 năm rồi, mình tập 3 năm, 4 năm, 10, thậm chí là 10 năm rồi mình vẫn không có eo thon và dáng đẹp như giáo viên yoga. Bởi giáo viên yoga đó là nghề của họ, họ phải tập một cách chuyên nghiệp. Họ thường xuyên họ đẩy giới hạn cơ thể của họ đến những bài tập rất khó. Ví dụ như là trồng chuối bằng hai tay hay là trồng chuối bằng đầu, chẳng hạn như vậy. Nó đòi hỏi sự tập trung rất cao. Ở những cái đồ bài tập mà độ khó trong yoga nó tăng lên rất là cao, cái nhịp tim của họ tăng lên rất là lớn. Cái sức dồn lực vào một vị trí trên cơ thể nó tạo ra cái sức trương và sức căng bề mặt của các khối nhóm cơ. Và khi họ thường xuyên đạt được cái mức độ khó đó, cái lượng trao đổi chất và cái lượng tiêu hao calorie trong cơ thể của họ cũng rất cao. Rồi, nhưng song song đó họ vẫn phải luôn luôn duy trì một cái chế độ ăn tốt. Chế độ ăn tốt, chế độ ăn ít lean, nhiều thịt cá, rau xanh, củ quả, trái cây. Rồi, chứ không phải là tập về rồi sau đó ăn rất nhiều đồ ngọt, tập về rồi ăn rất nhiều đồ béo, tập về vẫn ăn vô đồ bạ không kiểm soát, vừa mới đi tập về quất ly trà sữa 500-700 calorie, vừa mới đi tập về về làm buổi nhậu uống cỡ 5-6 lon bia, thậm chí là 7 lon bia, một lon bia cỡ 150 calorie và quất lần 7 lon là tới gần cả 1000 mấy rồi. Vậy là một bữa ăn bạn mà quất tới 2000 calorie, thì cái chuyện mà bạn tập bạn không bao giờ bạn giảm cân giảm mỡ hay là không bao giờ bạn thon gọn được, bất kể bạn tập môn nào nó cũng vậy thôi. Thì nó sẽ như vậy đó, nghĩa là bạn phải nắm được cái cấu trúc trong cái chương trình tập luyện, bạn phải có một cái sự gia tăng đều đặn, bạn phải có một cái sự kiểm soát. Bài tập của bạn nó phải đi từ dễ cho đến khó, bài tập của bạn nó phải đi từ cái mức đơn giản cho đến phức tạp. Bài tập của bạn nó sẽ phải được kiểm soát với số lần, số hiệp, thời gian tập luyện là bao nhiêu lâu, bao nhiêu lần, bao nhiêu hiệp và thời gian cố định, thời gian có một cái sự kiểm soát. Thì khi đó cơ thể của bạn nó mới liên tục nó đẩy bạn từ vượt qua giới hạn này đến giới hạn khác. Cơ thể của bạn nó mới luôn luôn có một cái sự tổn thương về hệ cơ bắp nhẹ, để từ đó bạn ăn những cái đồ ăn tốt, bạn ăn nhiều thịt cá, rau củ quả, trái cây, để cơ thể của bạn nó được phục hồi, nó được tái tạo, để nó trở nên cơ thể mới hơn, khỏe mạnh hơn. Thì khi đó bạn mới thay đổi vóc dáng, bạn mới bắt đầu nó sử dụng cái lượng mỡ thừa để nó tiêu hao nhiều hơn, thì khi đó bạn mới trở nên thon gọn được. Nhớ nha. Còn nếu mà bạn chưa biết cách sắp xếp một cái chương trình luyện tập, hay chưa biết lý do tại sao mà bạn tập một cái môn nào đó mà bạn tập hoài mà không có giảm cân, thì hãy cứ inbox fanpage là cái khóa học online của Đài Loan Fitness, để tôi chỉ cho bạn cái cách và bạn biết được rằng là bạn cần phải tập luyện một cách bài bản, khoa học, có sự kiểm soát về tập luyện cũng như dinh dưỡng tốt ở mức nào thì bạn mới có thể thay đổi được vóc dáng của bạn. Nhớ nha. Chứ còn nếu mà bạn tập mà bạn cứ cưỡi người xem hoa thì bạn không có cái môn nào bạn tập để bạn đẹp được hết. Ok, rồi xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong video clip tiếp theo của Đài Loan Fitness.